Giữa nhịp sống hối hả với sự phát triển của Internet, nhiều người lo lắng văn hóa đọc sẽ bị ảnh hưởng, người ta sẽ không dành thời gian đọc sách nữa. Thế nhưng thực tế, đọc sách vẫn là niềm vui, là nhu cầu của rất nhiều người. Hình ảnh rất đông người đến tham gia hội sách tại thành phố Việt Trì những ngày qua là một minh chứng. Không gian chật cứng người, hàng nghìn đầu sách đủ mọi lĩnh vực. Hào hứng đọc và lựa chọn sách. Đó là không khí tại hội sách do Thư viện tỉnh phối hợp tổ chức từ ngày 22 đến ngày 26 tháng 2 tại thành phố Việt Trì. Hơn 2.000 đầu sách ở các thể loại, truyện, tiểu thuyết, trinh thám, sách về kỹ năng sống, sách tâm lý đã được mang tới phục vụ độc giả. Với mức giảm giá từ 20 đến 70% tùy theo các đầu sách, đây là cơ hội hấp dẫn để những người đam mê sách có cơ hội sở hữu những cuốn sách mà mình yêu thích. Bình thường thì nếu như mà để mà chọn sách thì em hay phải lên trên mạng, tìm mua những quyển sách trên mạng. Nhưng mà có những hội sách như thế này thì em có cơ hội được đến đây và tự chọn những quyển sách mà em thích trực tiếp ở đây luôn. Thì em cảm thấy là sẽ có nhiều cảm giác thích hơn và nó kiểu hồi hộp hơn. Hôm nay được có cơ hội đến hội sách thì em cũng thấy rất là vui và phấn khởi ạ. Bình thường thì cũng hay mua sách nhưng mà cũng chưa có dịp để Phú Thọ có dịp hội sách to như thế này. Nên là em cứ rất là mong chờ. Hôm qua cũng đi học nên là không đến được nên hôm nay bọn em đến đây luôn để mua sách. Em cũng tìm được một hai quyển cho mình rồi, vậy em đang tiếp tục tìm tiếp. Hội sách được tổ chức đã trở thành điểm gặp gỡ của những người yêu sách, đồng thời cũng là nơi lan tỏa những giá trị văn hóa kết tinh qua từng trang sách đến với đông đảo độc giả mọi lứa tuổi. Qua đó, quảng bá và tôn vinh văn hóa đọc, khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của sách trong đời sống hiện đại. Với nhiều phụ huynh, không gian tri thức đầy ý nghĩa này cũng là nơi để xây dựng thói quen đọc sách cho con cái và chính bản thân. Lâu lâu không đọc sách thì cũng thấy nó có cái nó thiếu cái gì đấy, mặc dù công việc mình bận rộn mình không đọc được. Nhưng mình nghĩ là thôi thì phải cố gắng tranh thủ thời gian, có thể là thỉnh thoảng nên đọc nó một hai cuốn sách. Nên là tôi đang đi tìm sách để cái gì hợp lý thì tôi sẽ mua về để tranh thủ thời gian đọc. Trước kia thì rất là vui, rất là mừng khi mà cái bạn đọc, người đọc của người dân của tỉnh Phú Thọ rất là ham đọc sách và đã đến với cái ngày hội sách này rất là đông. Cái đấy là cái mà chúng tôi cũng ghi nhận và sẽ tiếp tục đổi mới và thay đổi các cái hình thức cũng như là cái nội dung hình thức để đáp ứng cái nhu cầu của bạn đọc. Trong thời đại công nghệ thông tin phát triển như hiện nay, hình ảnh độc giả, đặc biệt là những bạn trẻ háo hức đến hội sách đã chứng minh cho sức sống của sách và văn hóa đọc. Đến hội sách không chỉ là mua sách, ngắm nhìn những trang sách mới mà còn được thêm tri thức và rất nhiều niềm vui.